cha trường bưu giêng lạy cha trường bưu giêng không còn tườn nương trong trái tim cha xin Chúa chữa lành linh hồn sắp thân cho con Dạ tôi là Nguyễn ừ. Thanh Phương. Dạ em là Thanh Trần. Dạ em biết cha dịp lâu lâu lắm rồi nhưng dạ. mà em cũng không có để trong lòng nhiều thì năm 2017 đó, em có bệnh mà bệnh nặng lắm. Thì em nằm trong bệnh viện á thì em mới coi coi ở trên Thúy Nga mà cái lần mà dỗ cha đó thì em thấy có nhiều có mấy người chia sẻ ơn lành của cha đó thì em em mới giật mình lại thì em mới bệnh nặng lắm thì em mới cầu nguyện với cha mỗi ngày mỗi ngày tự nhiên thì lúc mà em cầu nguyện với cha đó thì em không có phải là cha hiện ra trước mặt em nhưng mà cái hình của cha đó em thấy rõ là giống 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 cha ngay trước mặt em vậy đó mỗi lần em cầu nguyện cho dịp như là cứu chữa lành cho em hay là giống cho hết bệnh này kia đó thì cái 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 hình ảnh của cha cứ hiện trước mặt em vậy mà không phải không phải là cha hiện ra mà mình mình cứ mình mình cứ nghĩ Điều tới cha đều là đều cha đều hiện đều ra liền mà có đôi khi ví dụ mình muốn nghĩ tới người đó mà cái người đó đâu có hiện ra trước mặt mình mà hỡi mình nghĩ tới cha là cha cứ hiện ra cha cứ hiện ra mà mỗi lần như vậy thì em cứ cầu nguyện cha hoài thì một thời gian ngắn lắm thì em hết bệnh thì bác sĩ nói là cái gì cũng tốt hết thì hết bệnh rồi xong rồi đó thì tới mấy tháng sau thì em có bệnh lại nó nó trở lại nữa nó trở lại nữa thì mới đi vô bác sĩ thì bác sĩ cũng như là muốn em trở về bệnh viện lại thì em cứ cầu nguyện cha hoài em nói cho dịp ơi con cũng như là con sợ lắm đi vô bệnh viện này kia đó thì em sợ vậy em cứ cầu nguyện cha hoài thì lúc em vô gặp bác sĩ thì bác sĩ nói là tuần sau em phải trở về bệnh viện tuần sau là ổng có hẹn ngày để cho em trở về bệnh viện thì em sợ quá thì em cầu nguyện cha lúc ba mẹ con vừa đi ra tới cửa thì bác sĩ chạy ra ý bác sĩ kêu y tá chạy ra kêu ba mẹ con chở vô ổng nó có gứt nhiều thì ổng kêu vô thì không nói thôi để cho mẹ mày uống viên thuốc vẫn cho khoảng bảy tấm viên vậy đó thử coi coi nó có hết không nếu mà không hết là phải chở vô thì em uống có khoảng ba bốn viên là nó thấy hơn ok là, là, là bị phổi bị thì nước trong phổi nước ở trong phổi mà nó nhiều rồi nó phải đi lấy hoài đó thì em cho em uống mấy viên thì tự nhiên cái ba bốn ngày sau có nó hết nó khỏe bình thường vậy nè chứ lúc trước thì em đi không được nó đi nó mệt mà em đi lên lầu tại nhà có lầu em đi lên lầu em đi nửa thang lầu thôi là em phải ngồi đó thở rồi đi không được mà em ốm giờ mới nhắc lên ngày xong rồi em cầu nguyện cho dịp quá chị em nó còn sợ vô bệnh viện này kia đó mỗi lần đi lấy nước đều sợ cái xong một chút nữa bác sĩ kêu chở vô cho uống thuốc là hết thì tới bây giờ khỏe nhưng mà cách đây mấy tháng á thì lại lâu lâu thì em phải đi chụp hình lại tấm còn theo dõi thì tự nhiên bác sĩ nói là bây giờ thấy ở trong tim em có nước nữa thì bác sĩ sợ bác sĩ ổng giật mình rồi ổng mới cho đi qua gặp bác sĩ tim để làm ôi chứ sao với lại chụp hình đồ làm đủ thứ thì em sợ quá trời ngày ngày nào em cũng cầu nguyện cho em nói cha cho con đi thì đi chụp hình ra kết quả đừng có bị cái gì với lại nếu mà có cái gì thì nó bình thường thôi nó không có phải gì nặng thì tới chừng đi chụp hình xong đi Ôi chứ sao gặp bác sĩ tim đồ quá trời luôn trở lại thì ông bác sĩ nói ông chúc mừng không có không có không có gì ông nói ông thấy một chút xíu nhưng mà cái đó nó không có biết điều sau khi mà uh, em bệnh xong mà sợ bà khỏe rồi thì có cái trường hợp mà cái này không <laughs> phải là trùng hợp không thể nào nó như vậy được bị gì đó có cái thằng em nó có ông già bạn thôi bạn, bạn thôi cũng cũng như là anh em lâu năm thành ra giống như anh em thì ông già nó thì cũng bệnh nặng lâu lắm rồi mà mới hồi lúc mà thanh screen thang năm rồi đó rồi. thì ông già bệnh nặng nặng lắm nằm ở trong nhà thơ thì sĩ bác sĩ rồi. đã chê rồi ông còn cũng tám mươi mấy rồi xong cái uh, mới bác kêu con kêu, cháu ha. từ ở bên cali đi về ở bên lucina để, để cũng dạ. lo vấn đề hậu sự thì về bệnh cũng đi lo cái này lo cái đi kia mua xong, đất xong thì bác sĩ bây giờ là rút dây Để cho ổn đi, ông đi. Đó, thì tụi em về bên đây cũng đi mua đất mua đồ xong hết trơn rồi thì hai chồng nó đi thứ sáu nó nói vậy thì hai thì chồng thêm, sáng thứ khác. bảy đó là hai chồng từ trên đó chạy xuống ngay Đúng tại rồi. foundation Đúng hai vợ chồng, chồng thôi. xuống mấy người đó đây đi, về, luôn. đi về đi về chỗ à, xuống thì đó vô rồi. cầu nguyện cha xin cha giúp chữa lành uh, cho chú đó thì tại vì cũng có biết cơ, về, về, gia, đình. gia đình thời gian lâu rồi cũng biết hết trơn luôn thì mới cầu nguyện như vậy thì tình trạng bây giờ rất là hầu như là bế tắc bác sĩ đã chê rồi đã rút dây thì cũng cầu nguyện thì mình coi như là cũng cầu may thôi thì cũng nhờ cha cầu xin cha à, cầu Chưa bầu với chú với lại gì để cũng như là có thể cho chú uh, được khỏe để về nhà với con cái gì đó đầy khái nhưng vậy cái xong cái rút dây tối thứ chú sáu tự nhiên cái ngày thứ bảy ổn tỉnh Chứ queo tỉnh luôn ổn tỉnh khỏe. luôn tới bây giờ luôn là cũng ừ. năm rưỡi ừ. thì đúng năm rồi đó còn vấn đề của tôi nữa là tôi biết cha cũng 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 ban nhiều cái phước lành cho tôi Rất nhưng là mà nhiều. cái trái mà tôi giật mình nhất á là cái lỗ tai của tôi đây tự nhiên nó nó sưng trọn quay lên ngay cái chỗ này anh nó dặn ra nhân gì nè mà mà nó không có đau lắm đụng á, thì nó hơi điếng chút xíu tắm đi tắm đi ngủ vẫn bình thường thì thật sự tôi chỉ nghĩ là cái này là giống như là cái mục muộn hay là cái gì đó nó mập thì từ từ nó hết xong là mình nặng cái còi nó ra thì tất ừ. nhiên là nó khỏe thôi nhưng mà cho đến 2 tháng sau kiếp lỗ tay tôi vẫn cứ sưng dĩ hoài sao mà nó không hết đăng thì bữa đó tôi mới ngồi tôi nói với lại vợ hỏi không sao mà tại nó không sọp thì chắc phải đi em cho thấy, bác sĩ tới chừng mà coi em nhìn kỹ em đó thấy. Lúc, lúc này mới tính là đi bác sĩ thì mình có bảo hiểm mà dạ thì hôm không bữa thứ cái bảy. Này, bữa đó thứ bảy thứ em bảy cứ đưa cái bà xã em. nói chứ sao anh không thỉnh cái nước phép của cha diệp nó sức lên nhờ cha chữa dùm cho anh coi có được không cái tôi nói ồ vậy cái từ từ ở có. nhà lúc nào cũng có em mấy mỗi lần xuống đây là ờ hai ba case đem về thỉnh về cái xong cái tôi mới thỉnh ra nước của cha tôi uống rồi tôi mới giái cầu nguyện cha mới tha lên cái lỗ tai tôi sức lên Sáng, thì sáng, từ đêm đó cho đến sáng ngày mai là giả, nó xẹp hơn nữa cái lỗ tay của mình mặt, luôn cái dễ rửa mặt xong ấy, Ông nói kẹp Em dạ, rồi vậy. hai đêm sau tiếp tục như sức, sức là tới bây giờ là hết luôn nó gì nhưng mà còn cái cục ở cái gì đó ở trong đây hồi đó tôi đâu có dành tay đâu nó sưng trọng quay luôn không có dành tay mà bây giờ thì vẫn là có dành tay à, cái kinh nghiệm của tôi thì cũng như tôi nói với lại anh em ở trong nhà cái nào cũng gì không phải là cái nào mình cầu nguyện là mình thấy liền mình cũng nếu mình phải có cái lòng tin mình phải cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện ngoài ừ. thì rồi mình sẽ được lòng tin yêu tha thiết con ai vàng vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó đau cuộc sống với những khuôn khó và đầy giấy bao tô sóng gió con cái điêu linh Um, tôi tên là nguyễn thị kim huyền ở tiểu bang ohio thành phố cleveland dạ yeah, um, tôi không phải chỉ được một ơn mà được rất là nhiều ơn dạ yeah, um, những cái ơn mà rõ ràng nhất là thí dụ như là ơn giống như là xin um, bán được nhà cửa hoặc là có người thuê nhà xuôi chạy thì ngày hôm sau có khi được liền thấy nhãn tiền liền trong khi đó má À, cho thuê mà không không khi nào Ít khi gặp được những thuận tiện Nhưng mà tới khi mà đến xin với ngài Thì ngày hôm sau là Thấy có kết quả liền Rồi à, em có làm việc Trong một à, trường học high school Làm trong clinic Thì trong trường học thì có rất nhiều Những học sinh bị à, bệnh tiểu đường Rồi bị bệnh à, Bị bệnh động kinh phong Rồi à, Có những Em à, bị dị ứng rất là nguy hiểm nếu mà không kịp thời chữa là có thể nguy kịch tới tính mạng thì ngày nào trước khi đi làm cũng tới bên ngài trước khi sáng dậy là tới bên ngài cầu nguyện cho con bình an cho con nếu mà gặp những trường hợp nguy hiểm thì con cho con biết cách ứng xử cho tốt đẹp thì rất là bình an khi mà gặp những cái trường hợp nguy kịch mình không nghĩ là mình có thể làm được thí dụ như có một hôm một em bị xỉu mà mình rất là nhỏ mà em là thanh niên cao hơn mình rất là nhiều mà không mà mình đỡ em được em dựa vào vai mình mà mình không bị té mà không biết làm sao mà mình làm được điều đó thì nghĩ lại chắc là đúng là ơn cha giúp cho mình mỗi buổi sáng mình chạy tới ngài và không không những chỉ một lần mà cũng như mình nói rất được rất nhiều nhiều ơn, nhiều ơn và cho nên lúc nào cũng trông cậy vào ngài qua lời cầu nguyện của ngài đến với Chúa đến với mẹ giúp cho mình em có một số tiền mà em không biết em cất đâu em không biết <laughs> xong rồi em đi tìm mấy tháng trời đủ mọi cái nơi mà em nghĩ là em có để đó xong rồi cuối cùng thì thôi em nói với cha em cũng cầu nguyện với cha khoảng một tuần ấy mà thôi cha ơi con bây giờ khơi con con không hy vọng là con tìm được nữa hay là có thể con con nhớ không có đúng <laughs> hay là làm sao đó thì à, nếu mà à, cha cha thương con thì cha chỉ cho con coi con nhớ con để đâu còn không thì thôi con con giúp con không có tìm nữa con tự vì con tìm mấy tháng trời mà tìm <laughs> mấy tầng nhà là con tìm hết rồi mấy sáu xỉnh nhà con tìm hết rồi thì tự nhiên hôm đấy tối hôm đấy em cầu nguyện thì sáng hôm sau em đi tìm lại một cái chỗ mà em nghĩ không bao giờ em để cái chỗ đó hết thì em thu dọn cái cái góc đó tự vì nó vẫn rác dữ lắm nó 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 nhiều thứ linh tinh quá thì em mới thu em dọn dẹp cho nó gọn thôi chứ em không nghĩ là em em để như thế đó xong tới hồi em thu cái chỗ đó thì em phải thơ thấy chỗ em mừng quá em bảo trời ơi, con là con nghĩ là con không có cái này mà phải sao vì hôm nay giống như con trúng số, trúng xấu số thì con mừng quá đó là kết mới nhất mới nhất cái ơn lành mới nhất mà em mới nhận được nếu mà cảm thấy cảm thấy nếu mà chưa có nhận được ơn không phải là không nhận được nhưng mà đôi khi cũng là qua ý Chúa muốn thử thách cái lòng niềm tin của mình thì uh, nếu mà mình cứ kiên nhẫn hoặc là thời giờ chưa tới hoặc là chưa đúng lúc chưa đúng lúc thí dụ như vậy thì mình mình miễn là mình có niềm tin là mình đã có sự an bình rồi vâng thì đối với, đối với mình là mình nghĩ như vậy dạ yeah, thì uh, vâng thì uh, qua cha, nhờ qua cha, cảm ơn Chúa cảm ơn uh, đức mẹ cho con cuộc đời con cũng có nhiều những uh, sóng gió trong gai nhưng mà cái gì cũng qua hết và không có nghĩ là con được những cái như ngày hôm nay năm đứa con rồi gia đình bình an mọi sự bình an vâng